Trong trận đấu này thì chúng ta sẽ cùng thử xem là sát thủ Hayabusa cầm kiếm để chém thanh kiếm màu đen và thanh niên Lancelot cầm kiếm để chọc thanh kiếm màu trắng, hai cái vị tướng sát thủ ở thời điểm hiện tại, thì ai sẽ là cái vị tướng gọi là sát thủ bá đạo hơn anh em nha? Let me clear the way for my master. Isumen, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở trong của Tô Mỡ. Và kênh của Tô Mỡ thì dĩ nhiên là chỉ là về Mobile Legends, huyền thoại di động thôi anh em ạ. Và nếu anh em là đầu đề với kênh của Mỡ, đừng quên để lại cho Mỡ một làm đăng ký kênh nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gọi là quay trở lại với một trong những cái vị tướng sát thủ mà đã lâu lắm rồi Mỡ không có sờ đến, đó chính là Hayabusa. Thật ra Mỡ livestream chơi cái vị tướng này khá nhiều, nhưng để mà làm video clip về Hayabusa thì có lẽ rằng là từ tháng 3 đến giờ Mỡ chưa có một cái video clip nào cả. Và khi mà làm như thế thì nhiều anh em sẽ bảo là ủa anh Mỡ ơi, con Haya này nó sẽ bị yếu à, ủa anh Mỡ ơi, con Haya này ở thời điểm hiện tại mùa giải cuối mùa giải 20 nó chơi được không. Ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em quay trở lại đối với gameplay Hayabusa ở trong cái trang phục gọi là hiếm có, khó tìm và đắt đỏ nhất của cái vị tướng sát thủ này, đó là Hayabusa thiên sát tranh nhỉ, à thiên sát chi ảnh không ạ. Đó, một ngoại hình ninja khá ngầu lòi với cái tông màu chủ đạo nó đắc đắc bù bù lờ mao anh em ạ. Tông màu đây là màu đen, cái gươm khá là dài. Và đối địch lại với bên phía team bạn là có Lancelot, kiếm của anh ta khá là dài. Nhưng mà kiếm của anh ta không phải để chém mà kiếm của anh ta để chọc. Còn Mỡ cũng là một sát thủ gọi là cầm kiếm. Trong trận đấu này thì chúng ta sẽ cùng thử xem là sát thủ Hayabusa cầm kiếm để chém thanh kiếm màu đen và thanh niên Lancelot cầm kiếm để chọc thanh kiếm màu trắng, hai cái vị tướng sát thủ ở thời điểm hiện tại, thì ở trong cái trận đấu này thì ai sẽ là cái vị tướng gọi là sát thủ bá đạo hơn anh em nha. Ok, anh có thể thấy được đúng ạ, một người là sát thủ thì cầm kiếm để chém, một người là sát thủ cầm kiếm để chọc. Cả hai cái vị tướng này cũng có trong cái điểm tương đồng ở đây là khá là cơ động anh em ạ. Khi mà Lancelot thì cực kỳ biến ảnh, khá nhiều kỹ năng lướt, bản thân Hayabusa cũng có khá nhiều kỹ năng lướt luôn. Và cả hai cái vị tướng này đều có cho mình đó là những cái kỹ năng biến mất khỏi bản đồ, đó là Hayabusa về chiều cuối cái bí kíp anh chàng biến mất trong khoảng thời gian khá lâu, nhưng thời gian hồi chiêu là cũng không lâu lắm, à cũng không nhanh lắm. Còn Lancelot thì lại là một cái vị tướng có thể biến mất khỏi bản đồ nhờ cái kỹ năng thứ hai, cái kiếm trận hoa hồng, mà khả năng biến mất khỏi bản đồ không lâu lắm nhưng mà thời gian hồi chiêu thì gọi là khá nhanh và có thể nói là dùng liên tục. Đó, cho nên Mỡ nghĩ là cả hai cái vị tướng này có rất nhiều điểm tương đồng ở cái vai trò sát thủ, nhưng thắng thua như thế nào thì anh em hãy cùng xem màn trình diễn nha. Mỡ chỉ biết rằng đầu game Mỡ có được cho mình đó là cái bạn đầu tiên ở trong trận đấu này đến từ cái vị tướng Kaza, sau đó là có được cái con rùa, trong khi thanh niên Lancelot thì anh ta đã phải lên mảng cái mạng thứ mấy thì Mỡ không biết anh em ạ. Trận đấu này thì team bạn có khá nhiều hiệu ứng khống chế, có Tywill, có đó là cái vị tướng con Cyclops, đó thậm chí là đang bị kéo vào đến từ vị trí của Tywill đường trên. Ui, Franco hạ gục đi được đó là Tywill không ạ? Có lẽ rằng đó là một cái pha kéo vào trụ, sau đó là cắn phá đấm đạp đến từ vị trí của tanker team bạn. Mỡ thì nhồng lên đường trên bởi vì Mỡ thấy là có Carrier ở trên này không nhiều máu, Mỡ có full kỹ năng, có cả đam đến từ bùa rùa, đẩy bóng vào đến từ tứ diện ảo ảnh này, đẩy bóng chuẩn là có mạng, hạ gục ngay bí kíp anh chạm được kích hoạt, và đó là cái mạng thứ hai của Mỡ, anh em thấy không? Về cơ bản cá nhân Mỡ đánh giá cái con Hayabusa là một trong những cái chất tướng sát thủ mà nếu như mà anh em ping thấp múa mượt ý, thì trời ơi, chơi con này cực kỳ bay và cực kỳ thăng hoa. Nhiều khi cái con Hayabusa cá nhân Mỡ đánh giá là nó dễ chơi hơn Lancelot và nó thực dụng hơn Lancelot khá là nhiều. Trong khi Lancelot là anh em sẽ cần phải cần đến thao tác kỹ năng vuốt định hướng các thứ các kiểu cực kỳ là khó dùng luôn. Đó, nhưng mà về cơ bản là Mỡ nghĩ là cá nhân cái lượng đam mà Hayabusa cũng như Lancelot gây ra nó khá là tương đồng. Chỉ có điều là cái con Lancelot thì nó gây sát thương đa mục tiêu, còn con Hayabusa này thì nó tốt nhất là gây sát thương ở trong những cái khoảng đơn mục tiêu. Đừng đánh lẻ thì Hayabusa Mỡ nghĩ là có lợi hơn so với Lancelot. Còn Lancelot thì không những là dồn sát thương đa mục tiêu, nó cũng không bị giảm đi đam đi một chút xíu nào cả. Đó, cho nên Mỡ nghĩ là nó sẽ tùy vào từng vài chiến thuật anh em ạ. Rồi,
đang là giao tranh ở đường dưới ở đây, Châu anh ta bị dọ mõm kéo vào trụ, anh ta khả năng cao sẽ bị nằm xuống, nhưng anh ta có tốc biến lùi ra, Lancelot bị ra hạ gục và mỡ có ở trong cái tướng này băng trụ, bí kỹ anh chàng tâm tới được kích hoạt, hạ gục đi được Kaza, và đó là cái mạng thứ ba của mỡ trong trận đấu này. Nghe chừng trong cái trận đấu này thì thanh niên Lancelot cầm kiếm chọc chọc thì có lẽ là không bằng Hayabusa cầm kiếm chém chém anh em ạ. Bởi vì chọc thì nó nghe chừng là cũng kinh đấy, nhưng mà chém thì đâu đấy là mỡ thấy là đang mỡ đang trên kèo hơn. Đó, thế là trong trận đấu này thì team mỡ cũng chả có mấy người nào để mà có thể chọc được cả anh em ạ. Có mỗi Leslie thôi mà Lance thì nó cũng chả bao giờ chọc Leslie cả. Đó, còn thì mỡ thì cầm chém, thì mỡ cầm chém thì mỡ chém được khá nhiều thành viên bên phía team bạn. Đó, mỡ chém được Lance, mỡ chém được Kaza, mỡ chém được Carrier, chém được cả Cyclops một mắt luôn. Nói chung là cái kiếm của mỡ thì trẻ không tha, mà già thì cũng không thương anh em ạ. Rồi người lùn, người cao gì cũng chém hết. Đẩy bóng lên, có được mạng đế từ vị trí của Tywill, nhưng cái bí kỹ ảnh chạm của con Hayabusa này thì nó lại ưu tiên mục tiêu là lính nhiều hơn anh em ạ. Nên là mỡ không thể nào có được một cái pha bí kỹ ảnh chạm lên một mình carry ấy, chứ không cái phát vừa xong là cũng double kill rồi anh em ơi. Không sao, khi mà đã xui như vậy thì có lẽ là mỡ sẽ lấy đi cho mình đó là cái bùa rùa trong cái tình huống này. KDA của mỡ thời điểm hiện tại đang là 4-0-0 rồi, mà Lancelot team bạn thì nghe chừng là hơi khó khi mà bản thân cái vị tướng Lancelot đấy chơi quá là khó đi. Đường trên có mạng hạ gục đến từ vị trí Carrier lên Zas, đường dưới thì thanh niên Lancelot lại bị thanh niên Châu thẳng đấm cho túi bụi bịch 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 bịch, thế là cụ đi chân lạnh toát. Ui, kéo đến từ vị trí của đó là cái vị tướng Carrier, nhưng đừng quên rằng trước đây trước đó mỡ đã để ra cái tứ diện ảo ảnh của mình. Trong cái tình huống vừa xong là mỡ giật bóng về khá là dễ dàng. Cái con Hayabusa thì mỡ nghĩ là nó sẽ khỏe ở giai đoạn đầu cũng như là giữa game, cho nên cái con Haya này thì anh em đừng kéo game về late nha. Khi mà ở thời điểm hiện tại mỡ nghĩ là người chơi Mobile Legends trình độ nó cũng khá là cao rồi, cho nên là cái việc team bạn đi chán đò nó là cái điều gọi là dễ hiểu anh em ạ. Đó, ở trong cái thế trận này thì mỡ sẽ cố gắng lấy bùa xanh cũng như là bùa rùa. Anh em thấy kết thúc một vòng rừng khá là nhanh đúng không anh em? Đó, Hayabusa là một trong những cái vị tướng mạnh ở meta hiện tại, có khả năng kết thúc vòng rừng khá là nhanh anh em ạ. Úi dồi ôi, Lancelot, anh ta cầm cái kiếm màu trắng dài, anh ta chọc mà anh ta không chọc được ai cả. Anh ta lên bảng điểm số khá nhiều, chắc là phải trên 5 mạng rồi anh em ạ. Còn mỡ ở đây vẫn có cho mình đó là 4 mạng, chưa có bất kỳ một cái điểm hỗ trợ nào cả. Ở đây mỡ sẽ cùng với Zap phối hợp hạ gục đi Lancelot, Adult, Cyclops. Và mạng thứ 5 của mỡ trong cái trận đấu này, KD của mỡ đang là 5-0-0, không bị hạ gục, không có một cái mạng hỗ trợ nào cả. 5 mạng là thuộc về mỡ. Đường trên là có Leslie, có Carrier, nhưng Leslie đường trên đánh cũng khá là bay. Mỡ ở thời điểm hiện tại là đã hoàn thành xong cho mình đó là cái trang bị gươm thất thải, đang là lên cho mình đó là cái trang bị gọi là vô tận chiến thương, để mà có thêm được cái lượng gọi là gây sát thương bằng sát thương chuẩn anh em nha. Và ở đây sẽ là tốc biến. Ui dồi, Lancelot anh ta lại ngã ngửa dạng háng. Ở đâu anh ta đang khép chân lại, không phải ngã ngửa dạng háng anh em ạ. Và anh ta không có được cho mình một cái chỉ số hạ gục nào xuyên suốt từ nãy đến giờ. Mỡ giật ra, lượng đam của mỡ là không đủ để hạ gục Carrier. Và chiêu cuối của Cyclops dồn vào mỡ, nhưng mỡ xin được gọi là không giao tranh trong tình huống tiếp theo. Đường trên là vẫn đang có giao tranh ở đây, đặt thực thể đến từ vị trí của Zas. Mỡ xin lỗi, đây là cái đường giữa, nhưng không có một ai phải nằm xuống ở trong cái tiếng vừa xong cả. KD của team mỡ thời điểm hiện tại đang là 17-5 anh em ơi. Ở đây là ôi Lancelot, à chó thanh niên này, à ảo diệu ảo diệu với chúng tôi này. Trời ơi, quay đi quả lại thấy bố Lancelot này mới level 5 công ạ. Đù, mỡ level 11 rồi anh em. À, lệch Lancelot 6 tuổi như thế này thì chơi cái gì. Mỡ tiếp tục trêu thanh niên Tywill này, giật lại ném phi tiêu này. À đù, bị hất tung, mất thế. Thôi lùi về tí, cần gì phải cố đấm, cố quá thì nó quá cố anh em ạ. Chứ sau đó sẽ quay trở về ăn cái bùa rùa. Nói tóm lại, để mà tổng quan xét về cái vị tướng Hayabusa ấy, thì mỡ nghĩ Hayabusa là một cái vị tướng rất dễ chơi nếu như anh em làm được những cái bí quyết sau đây. Thứ nhất là anh em nắm được cái thời gian hồi chiêu đến từ cái kỹ năng thứ hai từ diện ảo ảnh của mình để mà thực hiện cái combo sao cho nhuần nhuyễn. Cái thứ hai là anh em sẽ phải, cũng là cái skill 2 nha, anh em phải đẩy cái bóng. Tức là khi mà con Hayabusa đẩy bóng ấy, nó sẽ tạo ra 4 cái bóng, nó thành hình chữ thập, anh em thấy mỡ làm không ạ? Đó, thì khi mà anh em làm như thế thì anh em sẽ có hai điều. Thứ nhất là anh em rất cơ động. À, cái thứ hai là nếu như anh em đẩy bóng được trúng kẻ địch, đúng cái hướng trúng kẻ địch ý, thì anh em sẽ làm combo rất là dễ dàng luôn. Cho nên là cái điều thứ hai anh em cần phải quan tâm về Hayabusa là anh em sẽ cần phải đẩy bóng đến từ cái chiêu thứ hai sao cho trúng vào kẻ địch anh em muốn, thì khi đó combo của anh là rất là dễ dàng. Đó, để mà chơi giỏi Hayabusa thì mỡ cũng đã có rất nhiều video clip để chia sẻ với anh em rồi. Thật ra Hayabusa ấy, nó không thay đổi gì quá nhiều xuyên suốt cái mùa giải thứ 20 này cả. Nhưng mà bởi vì chính vì lý do đó cho nên là mỡ cũng rất hạn chế chia sẻ về gameplay Hayabusa. Thì mỡ hy vọng rằng thông qua những cái trận đấu mà mỡ chơi như thế này thì anh em nào mà thích Haya có thể gọi là học cách chơi ở vị tướng này. Nên là nếu như mà so sánh Haya với Lance ấy, thì mỡ có một cái so sánh rất là dễ dành cho anh em là như thế này.
Haya dễ chơi hơn Lance khá là nhiều. Lance thì anh em sẽ cần phải có kỹ năng định hướng các thứ các kiểu phức tạp lắm anh em. Ở đây là có đó là cái vị tướng Lance. Ôi, anh ta biết anh ta lên bảng điểm số anh ta đứng yên anh em ạ. Mỡ đè Lance không còn cái nịt giờ hại Lance chỉ còn mỗi cái gọi là 50 đồng. Nó còn trả bằng một cái con creep anh em ạ. KDA của mỡ thời điểm hiện tại đang là 703. Team mỡ đang giao tranh đường giữa. Carrier bị Franco kéo nhưng anh ta kịp bật thanh tẩy. Mỡ sẽ đứng ở đây, lấy đi cho mình đó là cái con bùa xanh này. Ui, đẩy vào đến từ vị trí của Thai Will. Đẩy dầu nhớt đây với chúng tôi à. Mạng thứ 8 của mỡ ở trong cái trận đấu này. Trận đấu này thì team bạn no hope rồi anh em. 10 phút thứ 9 mà đã mỡ đã có 8 mạng. Team mỡ có 26 mạng được chia đều tổng cộng. Tức là team mỡ có 14 mạng ở đâu, 18 mạng đó, được chia đều cho 4 thành viên còn lại. Thì anh em phải biết là trận đấu này no hope như thế nào rồi. Kéo ra đến từ vị trí của cái người chơi Thai Will, Franco. Mỡ cố gắng hạ gục đi được, đó là cái chàng Cyclops. Ui, ở đây là Lancelot thì bị cắn đến từ Franco. Và thế là double kill dành cho mỡ. Anh ta cố gắng hạ gục được mỡ, nhưng câu trả lời ở đây là mỡ có được cái mạng thứ 10. Lượng máu là đủ để mà có thể tham gia giao tranh. Và khả năng cao trận đấu này team bạn cũng đi trận lạnh toát rồi. Khổ cho team bạn gặp Hayabu mỡ đè cho Lancelot. Không còn đến cái nịt anh em ạ. Lancelot bây giờ chắc chết không 10 rồi các ông. Đẩy bóng vào này, bí kíp anh chàng được kích hoạt này. Nhưng chiều cuối bắn tỉa cực đại của Leslie mới là giúp có cô ta có được cái mạng hạ gục của anh em ạ. À, thôi không sao, mình ăn đủ mạng rồi, mình cũng phải chia sẻ cho team mình tí thôi anh em. Rồi, ăn đi cho mình đó là cái con cỏ này để có thêm cái tốc độ di chuyển ở trên sông nha. Mà ở trong cái trang phục này Hayabu sao múa mượt đúng không anh em. Thôi ôi, Lancelot team bạn không còn cái nịt. Thành viên đấy chết hơn 10 mạng rồi các ông ạ. Khổ thì vãi cả lông nách luôn. Nhưng gặp Hayabu mỡ là biết thế nào được. Nhưng có lẽ rằng ở trong cái kèo đấu này thì anh em thấy là cái tầm ảnh hưởng của Hayabusa cũng khá là ổn hơn so với Lancelot đúng không ạ? Cách chơi là dễ hơn. Khẳng định với anh em, dĩ nhiên là trong cái trận đấu này thì mỡ không thể nào so sánh được giữa Hayabusa và Lance cái vị tướng nào hơn. Nhưng mỡ đoán rằng là Hayabusa, mỡ cho rằng Hayabusa chơi nó sẽ dễ hơn Lance khá là nhiều, dễ hơn nhiều anh em ạ. Đó, cho nên anh em nào mà nếu như mà kiểu chưa quen tay thì nên múa Hayabusa. Với cả Hayabusa, cá nhân mỡ đánh giá nó múa cũng đẹp chẳng kém đâu. Cái hiệu ứng kỹ năng cũng như là cái giật qua giật lại về bóng là cực kỳ mãn nhãn luôn. Ở đây là có Ty Will, anh ta đẩy các thành viên team mỡ lại nhưng mỡ vẫn bị kỹ anh chàng được kích hoạt. Mỡ hạ gục đi Ty Will và trước đó là Jazz hạ gục đi được Lance, mạng thứ 13 của mỡ trong trận đấu này. Anh em đánh gọi là ngồi trên đầu trên cổ team bạn cho anh em. Trang bị cuối cùng mà mỡ sẽ lấy ở đây sẽ là cái đuôi cánh nữ hoàng. Trong trận đấu này thì thôi, dĩ dãng dơ giấy dễ gì giấu giếm thôi anh em. Ăn đi cho mình đó là cái con lót chưa được cường hóa nha, bởi vì mỡ nghĩ là cũng chả cần lót được cường hóa đâu. Trận đấu này sẽ kết thúc tại đây thôi, khi mà team bạn không còn một cái cơ sở gì để mà có thể phòng ngự được team mỡ rồi. Họ có những cái chất tướng rất khỏe trong giao tranh, họ có những cái chất tướng rất lẻ trong việc ganh lẻ, đó là Kaza, đó là Ty Will, nhưng không làm được gì hơn bởi vì Hayabu mỡ ở đây là trên kèo so với Lance gì đó bên phía team bạn đấy anh em ạ. Thanh niên Lance kia chắc bây giờ chưa được level 10 các anh em ơi. Đánh thực sự quá no hope. Hí hí đến từ vị trí của Leslie. Và thôi tầm này đánh gì nữa. Tầm này team mỡ tanh không đẹp lắm, nhưng kỹ năng cá nhân của những cái người chơi team mỡ cao. Mỡ ăn xong cái con bùa này nha, sau đó di chuyển ra để mà va chạm anh em này. Bộ kỹ năng của mỡ hồi chiêu bây giờ cực kỳ là nhanh luôn. Giao tranh sẽ được nổ ra trong cái tình huống này. Ty Will đã hạ gục đi được Franco, nhưng Kaza thì bị ra hạ gục. Mỡ đẩy bóng lên trêu thanh niên đó là ulti không được. Ui, không ulti với anh em ạ. Trời ơi, lại còn nháy đèn. Nháy đèn với chúng tôi này. Né chiêu cuối của mỡ này. Mỡ giật ra giật vào nha, đánh cẩn thận một chút xíu nha. Mạng thứ 14 của mỡ là có rồi. Ở đây là có Carrier. Mỡ đang bị trụ bắn nên không nhồng được vào. Nhưng đây sẽ là cái kết dành cho team bạn. Mỡ đang muốn có thêm một cái mạng nữa, bởi vì 15 là cái con số mỡ thích. Đó là mạng của Ty Will. Và kết thúc tại đây thôi. Trên đây là toàn bộ cái video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về gameplay của Hayabu bấn cù mùa giải thứ 20. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh nha. Bye bye anh em.